Diễm đăng status than làm việc vất vả, ai cũng choáng khi Lương Thế Thành vào bình luận thế này. Cuộc sống hôn nhân của Thúy Diễm Lương Thế Thành nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây, Thúy Diễm vừa đăng tải bức ảnh vô cùng rạng rỡ xinh đẹp, kèm theo caption than thở phải dậy làm việc từ lúc 4 giờ sáng. Cô nàng hài hước chia sẻ, sáng nay dậy xuột TVC từ 4 giờ sáng, cái mặt méo xẹo nhưng bé phải ráng tươi nha. Tuy lịch trình quay phim vất vả như vậy, nhưng khuôn mặt Thúy Diễm vẫn vô cùng tươi tắn, không có dấu hiệu gì của sự mệt mỏi do thức khuya dậy sớm, khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. Điều đáng nói là ở phía dưới dòng trạng thái than vãn của người đẹp, Lương Thế Thành chẳng những không nhắc nhở vợ nhớ giữ gìn sức khỏe mà còn buông một câu bá đạo, khiến ai cũng phải ngã ngửa, ráng làm nhiều tiền để kiếm tiền nuôi chồng nhé cưng. Thử tưởng tượng ra nghịch cảnh Thúy Diễm thân cò cày cuốc vất vả để đưa tiền về nuôi chồng, khiến ai cũng phải cười đau cả ruột. Tuy nhiên mọi người đều biết đó chỉ là lời nói đùa của bà xã Lương Thế Thành, bởi anh cũng là một diễn viên thực lực, kiếm tiền giỏi không kém vợ. Hơn nữa lại nổi tiếng yêu chiều bà xã không ai bằng, cho nên làm gì có chuyện nam diễn viên điển trai để Thúy Diễm một mình làm việc vất vả. Dòng bình luận dí dỏm hài hước của Lương Thế Thành lại càng khiến khán giả thêm yêu mến ngưỡng mộ sự hạnh phúc của cặp đôi vàng làng giải trí Việt.